Xin chào tất cả các em. Ở video bài giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài 31 là sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố học. Chúng ta sẽ đi vào bài tập đầu tiên là bài 31.1. Dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố học, hãy viết công thức oxit cao nhất, công thức của hợp chất với hydro của các cái nguyên tố trong chu kỳ 3. Vậy chu kỳ 3 chúng ta có các nguyên tố ở đây. Đó là natri này, magie. Như vậy natri này là hóa trị 1 này. Magie thì có hóa trị 2 này. Nhôm thì hóa trị 3, đúng không ạ? Silic thì hóa trị cao nhất. Hóa trị cao nhất chính là hóa trị 4. Phosphor hóa trị cao nhất là hóa trị 5. Lưu huỳnh thì hóa trị cao nhất là hóa trị 6 và clo là hóa trị cao nhất thì là hóa trị 7. Đúng không ạ? Nó ứng với cái nhóm mà tương ứng, đúng không? Còn khi mà liên kết với hydro, thì chỉ có các nguyên tố là silic này, phosphor này, lưu huỳnh và clo thì mới liên kết được với hydro thôi. Silic liên kết với hydro thì silic nó sẽ có hóa trị 4, đúng không ạ? Khi liên kết hydro thì silic nó sẽ có hóa trị 4. Tiếp theo là đến phosphor. Phosphor khi liên kết với hydro thì phosphor nó sẽ có hóa trị 3. Lưu huỳnh khi liên kết với hydro thì lưu huỳnh có hóa trị 2 và clo liên kết với hydro thì sẽ có hóa trị 1. Cái hóa trị khi liên kết với hydro thì sau này khi mà các em học ấy thì nó sẽ là nhận thêm e để đưa về cấu tạo của khí hiếm. Như vậy clo thì cần nhận thêm một e thì đưa lên về 18. Như vậy cái này khi liên kết với hydro thì nó sẽ có hóa trị là hóa trị 1 này. Cái này khi liên kết hydro thì là hóa trị 2, 16 lên 2 bằng 18 này. Cái này liên kết với hydro thì thêm 3 để tạo thành 18 này. Cái này khi liên kết hydro thì thêm 4 để tạo thành 18. Còn liên kết với oxy thì hóa trị cao nhất của nó chính là số thứ tự của nhóm này này. Chưa? Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Công thức hóa học của các cái oxit 31A 31.1 thì A này, đó là công thức hóa học của các cái oxit. Công thức hóa học của các cái oxit ứng với các nguyên tố ở chu kỳ 3, đúng không ạ? Ở chu kỳ 3 thì đầu tiên là nguyên tố natri, thì natri sẽ là liên kết với hydro, oxy thì lấy là Na2O, natri hóa trị 1. Magie thì hóa trị 2, đúng không ạ? Thì công thức với oxy sẽ là MgO. Nhôm thì các em viết này AlO này, Al đúng không ạ? Al thì hóa trị 3 này. Oxy hóa trị 2 này, các em bắt chéo xuống là Al2O3. Còn natri này là hóa trị 1 đúng không ạ? Bắt chéo xuống tức là oxy hóa trị 2 này. Cái này bắt chéo xuống tức là Na2O1, O1 thì không cần phải ghi. Mg với lại oxy cùng là hóa trị 2. Vậy thì bắt chéo xuống là Mg2O2, nhưng mà 22 thì rút gọn đi thành 11, đúng không ạ? Như vậy thì MgO thôi. Tiếp theo là đến gì? Đến nguyên tố silic. Silic liên kết oxy thì là SiO2, hóa trị 4. Si đúng không ạ? Silic hóa trị 4 này. Oxy hóa trị 2, bắt chéo xuống thì chúng ta sẽ có là Si2O4. Si2O4 nhưng mà rút gọn đi thì rút gọn cho 2 thì nó sẽ được là SiO2. Tiếp theo nữa là P2O5. Phosphor là hóa trị 5 này. Oxy hóa trị 2, bắt chéo xuống không rút gọn được thì chúng ta để P2O5. S với lại O. S này hóa trị 6, lưu huỳnh hóa trị 6, oxy hóa trị 2 thì chúng ta có là S2O6. 2 và 6 thì rút gọn cho 2, đúng không ạ? S2, 2 và 6 rút gọn cho 2, như vậy là 2, 6 thì rút gọn bằng 1, 3. Như vậy chúng ta lại biết là SO3. Cuối cùng là Cl2O7, clo. Cl đây là hóa trị 7 này, oxy hóa trị 2 này, bắt chéo xuống tức là Cl2O7. Đấy. Sang ý tiếp theo của câu A này, tức là công thức hóa học của hợp chất khí với hydro. Đúng ạ?
công thức hóa học. Của hợp chất khí với hydro. Thì chúng ta có là công thức đầu tiên là Si. Si thì SiH4 đúng không ạ? Tiếp theo là pH3. Tiếp theo là H2S. Và cuối cùng là HCl. Sang ý B. Sang ý B, nguyên tố nào trong chu kỳ 3 có tính kim loại mạnh nhất, tính phi kim mạnh nhất? Như vậy, trong cùng một chu kỳ, trong một chu kỳ thì nguyên tố đứng đầu nó sẽ là kim loại mạnh nhất, đúng không ạ? Nguyên tố đứng gần cuối thì nó sẽ là phi kim mạnh nhất, cuối cùng là khí hiếm. Như vậy thì cái mạnh nhất ở đây, kim loại mạnh nhất là kim loại natri, và phi kim mạnh nhất ở đây chính là phi kim clo. Còn cái dòng vàng vàng này là khí hiếm, đúng không? Như vậy nguyên tố ở chu kỳ 3 thì nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất chính là natri. Còn nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là clo. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập đầu tiên là bài tập 31.1. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng lại một chút. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 là bài tập 31.2. Bài tập 31.2 này, chúng ta có các chất brom này, hydrochlorua này, iốt này, natri chlorua, khí carbonic, nitơ, oxy clo. Hãy cho biết là chất nào chứa nguyên tố clo trong bảng tuần hoàn. Như vậy bài 31.2 này. 31.2 chúng ta có brom, công thức của brom là Br2 này. Hydrochlorua là HCl này. Iốt là I2 này. Natri chlorua là NaCl này. Khí carbonic là khí CO2 này, khí nitơ là N2 này, oxy là O2 này, clo là Cl2, đúng không ạ? Nguyên tố cho biết chất nào chứa nguyên tố clo trong bảng tuần hoàn. Vậy các em nhìn vào đây, ở đâu chứa clo? Chứa clo thì có hydrochlorua đây này, HCl này chứa clo này. Thứ hai là natri chlorua, đúng không ạ? Và thứ ba là khí clo. Ba cái chất này thì chứa nguyên tố clo, đúng chưa? Có chứa Cl trong này. Vậy chúng ta sẽ có Ia. Ia là nguyên tố chứa clo, chất chứa clo, chứa nguyên tố clo trong bảng tuần hoàn. Chất mà nó có chứa nguyên tố clo chính là HCl, đúng không ạ? Là hydrochlorua này. Hydrochlorua là HCl đấy. Thứ hai, cái chất thứ hai đó là natri chlorua. Natri chlorua. Natri chlorua thì có công thức là NaCl. Và chất cuối cùng ở đây chính là clo. Đấy. Những cái chất này thì nó có chứa cái nguyên tố clo. Tiếp theo, ý B. Chất nó là khí độc mà màu vàng lục. Khí độc màu vàng lục chính là khí clo. Clo nó có màu vàng lục và cái khí này rất là độc. Đúng không ạ? Câu B. Chất
là khí độc. Màu vàng lục chính là clo. Tiếp theo câu C, là khí không màu khi tan trong nước thì tạo thành dung dịch axit. Tan trong nước mà tạo thành dung dịch axit thì ở đây nó sẽ có hai cái khí, đúng không ạ? Đó là khí HCl. Đây là ở dạng khí, khi vào trong nước thì tạo thành dung dịch HCl thì nó chính là axit chloric. Thứ hai là khí carbonic này. Cái khí này khi tan trong nước, khi cho vào nước thì nó sẽ tạo tác dụng với nước để tạo thành axit carbonic là H2CO3. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có câu C. Câu C ở đây thì cô ghi luôn cái đáp án nhé. Tan trong nước tạo thành dung dịch. Khí không màu khi tan trong nước tạo thành dung dịch. Khí không màu tan trong nước tạo thành dung dịch axit. Đó là HCl và CO2. HCl ở đây chính là gì các em? Chính là khí hydro, khí hydrochlorua, đúng không ạ? Và cái khí thứ hai là khí carbonic. Đây, cái này chính là hydrochlorua này. Và khí thứ hai đó là khí carbonic. Cái khí hydrochlorua chính là HCl thì cho vào nước thì tạo thành dung dịch HCl, còn khí carbonic thì có cái phương trình là CO2 cộng với H2O thì tạo thành axit H2CO3. Đấy, còn cái HCl thì cho vào nước thì tạo thành dung dịch HCl thôi, còn không có phản ứng, mà cái dung dịch HCl chính là axit rồi. Sang câu D. Câu D ở đây là có trong nước biển nhưng không có trong nước ngọt. Có trong nước biển, không có trong nước ngọt. Đấy là thành phần của muối này, muối natri clorua. Đấy, như vậy câu D của ta chính là natri clorua là NaCl. Câu D. Câu D, bây giờ cô ghi đáp án luôn nhé. Chính là natri clorua này. Cái này thì nó có trong nước biển thôi. Tiếp theo chúng ta có ý E. Ý E ở đây là khi tan trong nước tạo thành hai axit khác nhau. Trong số các cái chất này, thì tan trong nước mà tạo thành axit, hai axit thì chỉ có clo thôi. Vậy chúng ta sẽ có như sau này. Đáp án chúng ta chính là clo. Em viết phương trình cho cô. Đó là Cl2 khi tan trong nước thì nó tạo thành hai axit, là tạo thành axit HCl và HClO. Đấy, HCl và axit HClO. Trong đó axit HCl đây là axit chlorhydric. Và chúng ta còn một cái axit nữa là HClO, ở đây chính là axit hypochlorite. Cái này có tính chất tẩy trắng. Được chưa? HCl. Đây là axit chlorhydric. Thứ hai là HClO. Đây là axit hypochlorite. Hypochlorite và cái axit này có tính chất tẩy trắng. Như vậy là tác dụng với nước mà tạo thành hai axit thì chính là clo. Clo, đây hai axit này. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu F. Câu E rồi đến câu G, đúng không ạ? Được dùng để bảo quản thực phẩm. Bảo quản thực phẩm thì chính là muối đấy, muối ăn, đúng không ạ?
Muối ăn thì người ta thường dùng để bảo quản thực phẩm. Như vậy, bảo quản thực phẩm chính là natri clorua. Có công thức là NaCl. Và cái này cũng chính là thành phần của nước biển. Như vậy thì câu D. Câu D và câu G đáp án cùng là NaCl. Tiếp theo nữa là chúng ta có câu H. Là phi kim ở trạng thái rắn thuộc nhóm 7 trong bảng tuần hoàn. Như vậy ở đây cái phi kim mà nó ở trạng thái rắn thì chỉ có iốt thôi. Đúng không ạ? Nhóm 7 của bảng tuần hoàn thì chỉ có iốt. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có câu H chính là iốt. Đấy. Cuối cùng chúng ta là câu Y. Y ở đây nó là cái kim loại ở trạng là phi kim ở trạng thái khí, khi ẩm có tính tẩy màu. Như vậy thì bình thường nó ở trạng thái khí, ẩm có tính tẩy màu, vậy nó là clo. Bởi vì clo này khi vào trong nước thì nó sinh ra cái axit là hypochlor. Cái axit này có tính tẩy màu. Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có câu Y. Đây chính là clo. Đấy. Vì khi ẩm tức là tác dụng với nước tạo thành cái axit này có tính tẩy trắng. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 31.2. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 31.3 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng một chút các em nhé. Căn cứ vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết này tính chất hóa học của nguyên tố magie. So sánh tính chất của magie với các nguyên tố lân cận trong cùng một chu kỳ và trong cùng một nhóm. Như vậy, magie. Magie thì các em nhìn thấy ở đây là nó là kim loại, đúng không ạ? Thuộc chu kỳ 3. Như vậy thì nó đứng gần như là gần đầu cái chu kỳ 3, chỉ sau natri thôi. Như vậy thì magie ở đây là một cái kim loại mạnh, đúng không ạ? Cái kim loại này nó có thể tác dụng được với oxy này, đúng không ạ? Để tạo thành oxit này, tác dụng được với dung dịch axit để tạo thành muối và nước này. Tác dụng với dung dịch axit để tạo thành muối và giải phóng hydro, và tác dụng được với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có như sau. Bài tập số 31.3. Tính chất hóa học của nguyên tố magie. Như vậy là magie đứng ở vị trí thứ 2 trong chu kỳ 3. Trong chu kỳ 3 gần như là nó gần như đứng đầu, đúng không ạ? Sau natri. Như vậy thì các em suy ra là magie là một kim loại mạnh. Là một kim loại mạnh. Như vậy thì kim loại mạnh thì nó có thể tác dụng này. Nên tính chất hóa học của magie thứ nhất tác dụng với oxy, để tạo thành oxit này, đúng không? Chúng ta có là Mg này cộng với O2 này để tạo thành MgO. Ngoài ra tác dụng với oxy ra, nó còn có thể tác dụng với một số phi kim để tạo thành muối.
đúng không? Thì chúng ta có mg này cộng với cl2 này thì tạo thành mgCl2. Tiếp theo nữa là nó tác dụng được với axit để tạo thành muối và giải phóng hydro. Đúng không ạ? Tác dụng với dung dịch axit để tạo thành muối cộng với hydro. Ví dụ như chúng ta có Mg này cộng với axit clohydric này tạo thành MgCl2 cộng với H2. Cuối cùng là nó tác dụng được với dung dịch muối để tạo thành muối mới và kim loại mới, đúng không ạ? Thêm một cái tính chất nữa là tác dụng với dung dịch muối. Tác dụng với dung dịch muối để tạo thành dung dịch muối mới cộng với kim loại mới, đúng không? Ví dụ chúng ta có Mg này cộng với lại CuSO4 này thì tạo thành MgSO4 cộng với Cu. Đấy, đây là chúng ta đã vừa đi xong được các cái tính chất của cái nguyên tố magie. Tiếp theo là chúng ta sẽ so sánh tính chất hóa học của magie với các cái nguyên tố khác trước và sau, đúng không ạ? Trong cùng một chu kỳ và trong cùng một nhóm. Vậy ý B. Ý B là chúng ta sẽ so sánh tính chất của magie với các nguyên tố khác. Như vậy, các em nhìn vào bảng tuần hoàn. Chúng ta thấy trong chu kỳ 3 này, trong cùng một chu kỳ, trong chu kỳ 3 thì magie có điện tích là lớn hơn natri và nhỏ hơn nhôm. Như vậy thì trong cùng một chu kỳ, điện tích càng tăng thì tính kim loại càng giảm. Như vậy là tính kim loại của magie sẽ là kim loại yếu hơn so với natri, nhưng mà nó lại là kim loại mạnh hơn so với nhôm. Được chưa? Rồi, đấy chúng ta sẽ trong cùng một chu kỳ trước nha. Xét trong chu kỳ 3. Trong chu kỳ 3 thì magie có điện tích hạt nhân là lớn hơn của natri. Và nhỏ hơn nhôm. Trong một cùng một chu kỳ, nếu điện tích hạt nhân càng lớn thì tính kim loại càng giảm. Như vậy, tính kim loại của magie sẽ yếu hơn của natri. Và mạnh hơn nhôm. Đấy là xét trong cùng chu kỳ 3. Tiếp theo là chúng ta sẽ xét trong nhóm 2. Trong cùng một nhóm, điện tích càng tăng thì tính kim loại càng mạnh. Như vậy, đây này. Trong nhóm 2 thì điện tích của magie lớn hơn của beri, nhỏ hơn của canxi. Như vậy, tính kim loại của magie nó sẽ lớn hơn của beri và nó sẽ nhỏ hơn của canxi. Có điện tích hạt nhân của magie là lớn hơn của beri
và nhỏ hơn canxi. Nên suy ra tính kim loại. Tính kim loại của magie nó sẽ yếu hơn của beri, mạnh hơn beri và yếu hơn canxi. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 31.3. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 31.4 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng một chút các em nhé. Bài 31.4, căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, hãy cho biết tính chất hóa học của phosphor. Vậy các em nhìn này. Phosphor. Phosphor thì cái nguyên tố này nó đứng ở, nó là nguyên tố phi kim đúng không ạ? Nhưng mà không phải là cuối của chu kỳ 3, nên là càng về cuối này thì tính phi kim nó mới mạnh. Như vậy clo đây là mạnh nhất này. Rồi đến lưu huỳnh, rồi đến phosphor. Như vậy phosphor chỉ là một cái nguyên tố phi kim, nhưng mà cái nguyên tố này là nguyên tố tương đối yếu thôi. Đúng không ạ? Và phosphor là khi tác dụng với oxy thì tạo thành oxit. Đấy, chúng ta sẽ có như sau. Bài 31.4. Thì chúng ta có là phosphor là phi kim hoạt động hóa học tương đối yếu. Phosphor. Là nguyên tố phi kim hoạt động hóa học tương đối yếu. Nó tác dụng được với oxy để tạo thành oxit. Đúng không ạ? Đó là P này. Khi đốt cháy trong oxy thì tạo thành oxit P2O5, diphosphor pentoxit. Tiếp theo sang ý B. So sánh tính chất của phosphor với các nguyên tố trước và sau trong cùng chu kỳ, trên và dưới trong cùng một nhóm. Như vậy, trong cùng một chu kỳ, trong cùng một chu kỳ thì điện tích hạt nhân càng tăng thì tính phi kim nó sẽ càng tăng, đúng không ạ? Như vậy thì phosphor này nó sẽ có tính phi kim lớn hơn, mạnh hơn so với silic, nhưng mà yếu hơn so với lưu huỳnh, đúng không ạ? Còn trong một chu kỳ, điện tích hạt nhân càng tăng thì tính phi kim của nó lại càng giảm. Như vậy tính phi kim của phosphor đây này thì nó yếu hơn so với nitơ, nhưng mà mạnh hơn so với arsen, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Phosphor là nguyên tố có tính phi kim. Có tính phi kim mạnh hơn so với silic. Và yếu hơn clo. Đấy là trong cùng chu kỳ. Thứ hai là trong cùng nhóm. Trong cùng nhóm thì điện tích càng tăng thì tính phi kim nó sẽ càng giảm. Như vậy thì phosphor nó có thể tính, có tính phi kim là gì? Yếu hơn nitơ nhưng mạnh hơn arsen. Thank you.
Như này là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được 4 bài tập đầu tiên, từ bài 31.1 đến hết bài tập số 31.4 ở trong sách bài tập. Các em hãy về làm tiếp cho cô các bài tập từ 31.5 đến hết bài tập số 31.7 nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em nốt các bài tập còn lại. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.